Chủ tọa đoàn, kính thưa các vị đại biểu của trong hội trường, sau đây thì tôi xin trình bày báo cáo bài với nội dung là điều trị và theo dõi bệnh nhân thở máy tại nhà. Và một mục tiêu chính của tôi hướng vào cái bài trình bày này đấy là thở máy tại nhà cho những bệnh nhân mà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế thì như chúng ta được biết, suy hô hấp mãn tính là một trong những cái biến chứng gọi là hậu quả của tất cả các bệnh lý về phổi, trong đó mà điển hình nhất là các cái bệnh lý liên quan đến bệnh phổi hạn chế, ví dụ như là các bệnh gù vẹo cột sống của bệnh nhân mà sau mổ cắt xương sườn do hậu quả của lao từ ngày xưa. Và những tiếp đến là những cái bệnh lý liên quan đến thần kinh cơ, những bệnh nhân bị teo cơ, bệnh nhân bị xơ cứng cột bên teo cơ, những bệnh nhân loạn xương cơ và đặc biệt là những bệnh nhân bại liệt. Thì với những bệnh nhân này thì đương nhiên là các cơ toàn thân, trong đó cơ hô hấp thì hoạt động rất là kém, và bắt buộc là gì ạ? Để người ta tiếp tục được cuộc sống thì người ta sẽ phải thở máy không xâm nhập. Và dạo gần đây thì các chỉ định thở máy cho bệnh nhân COPD thì càng ngày càng phát triển hơn. Và với suy hô hấp mãn tính thì để lại cái hậu quả rất là nặng nề, đấy là làm tăng cái tỷ lệ nhập viện, giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, vì bệnh nhân lúc nào cũng trong cái tình trạng khó thở, phụ thuộc vào người khác và từ đó làm tăng tỷ lệ tử vong. Thế đứng trước một bệnh nhân suy hô hấp mãn thì chúng ta sẽ có các cái hướng điều trị như thế nào? Trên hình các anh chị có thể thấy ạ, thì với một bệnh nhân về phổi thì khi mà người ta có cái rối loạn, có cái bất thường về liên quan đến cái màng trao đổi khí thì hậu quả sẽ dẫn tới là giảm oxy máu cũng như là giảm CO2 máu. Và để khắc phục được cái tình trạng bệnh này thì người ta sẽ dùng các liệu pháp về oxy. Tuy nhiên với những bệnh nhân mà suy hấp mãn tính do bất thường của cái bơm hô hấp ấy, thì nó làm giảm cái quá trình đẩy không khí cũng như trao đổi khí, đúng không ạ? Từ đấy dẫn tới tình trạng tăng CO2 và giảm oxy máu. Và với cái nhóm này thì thở oxy đơn thuần thì không cải thiện được và bắt buộc lúc đấy là phải thở máy không xâm nhập. Và lịch sử thì ở những bệnh nhân mà thở máy không xâm nhập thì được bắt đầu tiên từ những cái đại dịch mà bại liệt. Khi đó thì những bệnh nhân bị bại liệt người ta không thở được và người ta đã sáng chế ra các cái máy thở mà người ta gọi là phổi sắt. Và trong cái máy này thì người bệnh sẽ nằm hoàn toàn trong cái lồng, và cái lồng này sẽ cái phần lồng ngực của bệnh nhân ấy thì sẽ nằm hoàn toàn bộ trong cái lồng đó. Mà trong cái lồng này thì nó sẽ tạo một cái áp lực âm, và khi áp lực âm trong lồng thì sẽ làm cho làm âm trong khoang phổi nó cũng bị giảm xuống rồi. Và từ đấy nó sẽ kéo không khí từ ngoài vào. Thì đây là một rất là sinh lý thôi ạ. Tuy nhiên thì với một cái phổi sắt thế này thì nó rất to lớn và cồng kềnh, và người bệnh thì hầu như là sẽ không làm được gì khác ngoài việc là nằm trong đấy và thở thôi ạ. Thế thì các cái nghiên cứu về sự phát triển của thở máy trong vấn đề điều trị bệnh suy hô hấp mãn tính thì bắt đầu từ năm 1900 cơ ạ. Thì ở đấy thì người ta bắt đầu tiến hành thở máy áp lực dương, đúng không ạ? Và sau đấy từ 1930 là bắt đầu tiến hành cho thở phổi sắt cho những bệnh nhân mà bại liệt. Và những sau đấy là những cái nghiên cứu rộng hơn, thở máy không nhập cho những bệnh nhân mà có bệnh phổi hạn chế, những bệnh nhân mà bị vấn đề loạn xương cơ. Và từ gần đây thì từ những năm 2000 trở đi thì những cái nghiên cứu điều trị suy hô hấp mãn tính cho những bệnh nhân COPD bắt đầu nở rộng hơn. Và trải qua các cái nghiên cứu thì người ta nhận thấy là với những bệnh nhân mà có suy hô hấp mãn tính do các bệnh lý về thần kinh cơ, do các bệnh lý về bệnh phổi hạn chế thì thở máy không xâm nhập tại nhà là một trong biện pháp điều trị rất là có hiệu quả. Tuy nhiên thì với những bệnh nhân COPD thì còn tương đối nhiều các tranh cãi. Với bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính thì thở máy không nhập trong các cái đợt cấp ý, thì được chứng minh là nó làm giảm cái tỷ lệ đã đóng nội khí quản, làm giảm thời gian nằm viện và từ đó làm giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên thì hiệu quả ở những bệnh nhân COPD mãn tính mà thở máy tại nhà thì như thế nào thì còn rất nhiều các tranh cãi, và người ta sẽ lựa chọn các cái đối tượng như thế nào, lại cài đặt các thông số máy thở như thế nào và theo dõi bệnh nhân như thế nào để đạt được hiệu quả điều trị tối ưu. Thì trên đây là có một cái sơ đồ nói đến cơ chế tác dụng của cái thở máy dài hạn tại nhà cho những bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân COPD. Thì khi bệnh nhân có được thở máy áp lực dương tại nhà thì nó sẽ làm giảm cái công của cơ hấp, restart lại cái hóa ứng động ấy, từ đấy làm cải thiện được cái quá trình mà thông khí của bệnh nhân, giúp tới là giảm CO2 cũng như là làm tăng oxy máu. Và các tác dụng tiếp theo đấy là làm tăng cái thể tích không khí phút, làm giảm cái tần số thở của bệnh nhân. Và tác dụng tiếp của cái máy thở đấy nó làm giảm được cái autopip, làm giảm cái quá trình than khí phổi của bệnh nhân, và từ đấy là một loạt các cái tác dụng tốt nữa, ví dụ như giảm mức độ khó thở, làm tăng khả năng gắng sức, làm tăng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, giảm tỷ lệ nhập viện và từ đấy làm tăng cái tỷ lệ sống còn. Ngoài ra thì khi nghiên cứu ở những bệnh nhân COPD thì trong quá trình mà người bệnh thở thì ở trong giai đoạn đầu tiên, đặc biệt là những cái giai đoạn mà REM, thì nó có hiện tượng làm tăng cái kháng lực của cái vùng đường hô hấp trên, đó khi mà người biểu hiện là tụt lưỡi, từ đấy thì nó sẽ làm là
gọi là giảm cái quá trình thông khí của bệnh nhân ấy, và bệnh nhân lúc đấy sẽ có tình trạng tăng CO2 máu nhiều hơn. Ngoài ra là trong quá trình mà bệnh nhân ngủ ấy, thì nó sẽ làm giảm cái hoạt động của cơ hô hấp cũng như là giảm đường vây hoạt động. Và khi mà thở máy không xâm nhập thì có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề như thế này. Thì trong các nghiên cứu gần đây của thở máy không xâm nhập ở bệnh nhân COPD thì người ta thấy là thở máy không xâm nhập có thể làm tăng tỷ lệ sống còn của bệnh nhân COPD. Trong cái hướng dẫn trong cái guideline gần đây nhất của hô hấp châu Âu về thở máy cho bệnh nhân COPD thì người ta đưa ra một loạt các cái thống kê để cho thấy là thở máy không xâm nhập dài hạn tại nhà ở bệnh nhân COPD thì giúp giảm mức độ khó thở so với nhóm chứng, làm cải thiện được cái khoảng cách đi bộ 6 phút so với nhóm chứng, làm giảm tỷ lệ nhập viện so với nhóm chứng, làm giảm cái PaCO2 so với nhóm chứng, là cải thiện oxy máu tốt hơn so với nhóm chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn so với nhóm chứng. Tuy nhiên là thở máy thì nó không giúp cải thiện được cái EV1 cũng như là chất lượng cuộc sống, chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân có thể sẽ kém hơn so với các cái nhóm chứng. Thì từ những cái thống kê như trên thì hội hô hấp châu Âu cũng như hội lồng ngực Mỹ thì người ta đưa ra hai cái khuyến cáo về thở máy không xâm nhập dài hạn tại nhà cho những bệnh nhân COPD. Thế thì hai cái hướng dẫn này đều có những cái điểm chung tương đồng với nhau. Thứ nhất là người ta khuyến cáo là thở máy không xâm nhập dài hạn tại nhà thì nên được chỉ định ở những bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định mà có tăng CO2 máu. Tuy nhiên thì hội lồng ngực Mỹ thì đưa ra một cái đề nghị thêm, đấy là với những bệnh nhân COPD mà có tăng CO2 máu ấy, thì nên được sàng lọc cái chỉ định nên được sàng lọc cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn trước khi mà chỉ định thở máy dài hạn tại nhà. Thứ hai là hội hô hấp châu Âu thì đề nghị là với những bệnh nhân mà sau cái đợt suy hấp có đe dọa tính mạng mà cần phải thở máy không xâm nhập ấy, thì nếu mà tình trạng CO2 máu này còn tăng lên giảm sau đó thì vẫn nên được thở máy không xâm nhập. Và hội lồng ngực Mỹ thì đề nghị là đánh giá lại sau 2 đến 4 tuần xem cái CO2 máu nó còn tăng hay không. Và sau đến 2 đến 4 tuần mà CO2 máu còn tăng sau được cấp đấy thì người ta mới chỉ định thở máy không xâm nhập. Thế thì chúng ta sẽ lấy cái mốc như thế nào để chúng ta bắt đầu chỉ định thở máy cho bệnh nhân, đúng không ạ? Thế thì đánh CO2 máu người ta sẽ tính cái mốc là với PaCO2 ban ngày trên 50 mm thủy ngân hoặc là PaCO2 ban đêm tăng trên 55 mm thủy ngân. Hoặc là nếu PaCO2 ban ngày từ 46 đến 50 và tăng CO2 ban đêm trên 10 mét thủy ngân và CO2 người ta đo qua da thì những bệnh nhân này có chỉ định là thở máy tại nhà. Ngoài ra thì với những bệnh nhân mà có tăng CO2 dai dẳng, tức là sau 14 đến 28 ngày cần không khí nhân tạo do cái suy hấp cho được cấp ấy, và CO2 máu trên 53 mét thủy ngân thì bệnh nhân này cũng cần phải thở máy không xâm nhập tại nhà. Và những bệnh nhân mà có cai máy thở thất bại và phụ thuộc vào máy thở thì cũng nên được thở máy tại nhà. Thế đây là một cái sơ đồ hướng dẫn của cái hội của quốc gia Đức về thở máy. Thì người ta thấy là ở những bệnh nhân mà giai đoạn nặng, người ta đưa hướng dẫn là nếu mà tình trạng tăng CO2 máu phụ thuộc vào máy thở và sau 14 ngày mà CO2 máu vẫn còn trên 53 mm thủy ngân thì những bệnh nhân này thì nên được chỉ định thở máy không xâm nhập dài hạn tại nhà. Và những bệnh nhân CO2 giai đoạn nặng mà có triệu chứng suy hấp mãn tính, có CO2 máu ban ngày trên 50 mm thủy ngân hoặc là CO2 ban đêm trên 55 mm thủy ngân hoặc là PCO2 ban ngày từ 46 đến 50 và có tăng CO2 ban đêm trên 10 mm thủy ngân thì người ta có chỉ định thở máy không xâm nhập tại nhà. Còn với những bệnh nhân mà không thỏa mãn các tiêu chí trên ấy, thì người ta không chỉ định thở máy tại nhà mà đánh giá tại những lần khám tiếp theo. Thì theo hướng dẫn của điều trị chuẩn đoán và điều trị bầu phổi tăng nghẽn mãn tính của Bộ Y tế ban hành năm 2018 thì cũng đưa ra cái chỉ định cho những bệnh nhân mà thở máy. Đấy là với những bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định có tăng CO2 máu trên 50 và có tiền sử nhập viện gần đây là có chỉ định thở máy dài hạn tại nhà rồi. Và những bệnh nhân mà bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính mà có kèm với hội chứng ngừng thở khi ngủ thì có chỉ định thở CPAP và điều này giúp giảm cái chuẩn xác nhập viện và cải thiện tỷ lệ sống thêm cho bệnh nhân. Với vấn đề thứ ba của hội hô hấp châu và hội lồng Mỹ đưa ra khuyến cáo, đấy là khi mà thở máy không xâm nhập dài hạn tại nhà thì người ta phải đặt ra cái mục tiêu đấy là bình thường hóa hoặc làm giảm mức độ PaCO2 ở bệnh nhân COPD. Và làm thế nào để giảm được cái mức độ PaCO2 thì người ta đưa hướng dẫn tiếp theo, đấy là với những bệnh nhân mà được thở máy thì nên sử dụng cái chế độ hỗ trợ áp lực cố định chứ không phải là tự động. Và người ta đề nghị là cũng không dùng cái đo đa ký hô hấp để mà chuẩn độ cái máy thở khi bắt đầu điều trị cho bệnh nhân. Thế thì việc cài đặt các thông số máy thở như thế nào thì phần sau thì tôi sẽ trình bày. Trước mắt thì trên đây là một số cái hình ảnh mà máy thở không xâm nhập bệnh nhân hay dùng tại nhà. Thì anh chị có thể tham khảo phía ngoài hội trường ạ.
Vấn đề tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cài đặt các thông số máy thở như thế nào để đạt được cái bình thường hóa PaCO2. Thì trong các nghiên cứu trước đây về về điều trị thở máy tại nhà cho những nhân COPD thì người ta thấy là nhận thấy là các nghiên cứu đời trước thì người ta từ những năm 1990 thì cái mức độ cái áp lực của thở vào rất là thấp, tức là có nghiên cứu chỉ có 10 cm nơi, có nghiên cứu khoảng 15 cm. Nhưng mà dạo gần đây thì người ta nhận thấy là với những bệnh nhân mà được thở máy không thu nhập mà có cường độ cao đây thể hiện ở hai vấn đề. Một là áp lực thở vào cao với EPAP thông thường là trên 20 cm nước, thậm chí có thể tới 30 cm nước, và có cái tần số thở người ta sẽ đạt nhanh hơn so với bình thường. Thì những bệnh nhân đấy thì có lợi tương đối tốt. Và những bệnh nhân mà có thở truyền thống, đấy là thường thở cường độ thấp hoặc áp lực thấp với EPAP dưới 20 cm nước, thì nó không đảm bảo được cái hiệu quả điều trị là giảm PaCO2 máu. Thế đây là một cái nghiên cứu tổng hợp mà người ta đã so sánh được với cái thở máy cường độ cao và thở máy cường độ thấp. Thì người ta đưa ra kết luận là với những bệnh nhân mà có thở máy cường độ cao ấy, thì người ta sẽ đạt được cái mục tiêu là làm giảm và bình thường hóa hoặc làm giảm PaCO2 so với những bệnh nhân mà có thở máy cường độ thấp. Thứ hai là với những bệnh nhân mà có được thở máy cường độ cao ấy, thì cái khả năng căng sức của bệnh nhân cũng sẽ tốt hơn. Chất lượng cuộc sống bệnh nhân cũng sẽ tốt hơn, cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện của bệnh nhân cũng sẽ tốt hơn, thấp hơn so với bệnh nhân mà thở máy áp lực thấp. Tuy nhiên là có khi mà thở máy áp lực cao ấy, thì với những bệnh nhân mà chức năng tim trước đấy mà nó kém ấy, thì có thể làm giảm cái cung đường tim. Thì đây là một đề người ta lưu ý. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt cái thở máy áp lực cao này như thế nào. Thế thì để mà người bệnh thích nghi được với từ không thở máy đến khi mà thở máy được với áp lực khoảng trên 20 cm nước, thì người bệnh sẽ cần một vài ngày nằm ở trong bệnh viện. Và khi một ngày trong bệnh viện đấy thì người ta bắt đầu sẽ cho bệnh nhân thở máy với cái chế độ là ECT với cái đặt mức ban đầu của EPAP là 12-18 cm nước, và cái EPAP là từ khoảng 4-6 cm nước, và cái nhịp thở người ta đặt backup đầu tiên là khoảng 10 nhịp thở trên 1 phút ạ, và thời gian thở vào là khoảng 1 giây. Và sau đó thì người ta sẽ tăng dần cái EPAP lên, mỗi lần có thể từ khoảng 0.5-2 cm nước cho đến khi nào mà người bệnh gọi là có thể là vẫn còn chịu được. Và cái ngưỡng người ta đưa ra là khoảng từ EPAP là trên 20 cm nước, và cái maximum có thể là khoảng 30 cm nước. Và cái EPAP thì người ta vẫn giữ ở cái mức, cái áp lực thở ra vẫn giữ ở cái mức khoảng 4-6 đấy ạ. Và với cái tần số thở thì người ta có thể sẽ tăng dần lên và có thể đạt được khoảng 22 cm nước, 22 lần trên 1 phút. Và người ta thấy là sau khi mà bệnh nhân đã hợp tác được với cái máy thở với cái áp lực cao là trên 20 cm nước và cái nhịp thở khoảng 22 lần một phút, thì người ta cho bệnh nhân về nhà và tiếp tục thở máy như thế tại nhà và sẽ tái khám lại. Tiếp theo là bên ngoài cái vấn đề mà lựa chọn cái máy thở cái đã được thở rồi, thì một phần không thể quan tâm được đấy là sẽ chọn cái mặt nạ cho bệnh nhân. Thì có rất nhiều các loại mặt nạ cho bệnh nhân thở máy dạng tại nhà, có thể là các mặt nạ chỉ có mũi thôi ạ, hoặc mặt nạ để qua căn lên mũi, hoặc mặt nạ mũi miệng. Thì người ta thấy là với những bệnh nhân mà có thở máy cường độ cao ấy, thì với mặt nạ mũi miệng này thì nó sẽ tốt hơn, đảm bảo được cái hiệu quả điều trị hơn. Đây là một số các cái ưu nhược điểm của các cái loại mặt nạ. Trong đấy thì nhấn mạnh là với cái mặt nạ là mũi miệng thì có thể cái tỷ lệ gió khí thì ít hơn, đúng không ạ, và sẽ đạt được hiệu quả điều trị cao hơn. Một số các tác dụng không mong muốn của điều trị thở máy dài hạn tại nhà, đấy là bệnh nhân có thể có biểu hiện của khô miệng, một số bệnh nhân có thể có chướng bụng, và vấn đề nữa là vấn đề về loét tì đè do cái vùng mà mắt thở nó đè trên cái mặt nạ, trên mặt và sống mũi của bệnh nhân. Khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở máy dài hạn tại nhà thì chúng ta cũng phải theo dõi, và khuyến cáo là chúng ta sẽ làm lại khí máu cho khoảng 30-90 ngày. Thực ra như này là hơi lâu, và chúng tôi thông thường chúng tôi đánh giá là khí máu cho khoảng 30 ngày. Dĩ nhiên là sau khi bệnh nhân đã được thở máy tại viện xong, chúng ta làm cái xét nghiệm khí máu để đảm bảo là gì ạ? Đảm bảo là khí máu nó đạt được hiệu quả điều trị rồi, chúng ta mới cho bệnh nhân về nhà. Và tại mỗi lần tái khám chúng ta sẽ đánh giá cái tình trạng khó thở, khả năng gắng sức, FPO2 của bệnh nhân, số đợt cấp trong khi bệnh nhân thở máy, chức năng thông khí, và chúng ta phát hiện và xử trí kịp thời các cái biến chứng, đặc biệt là cái loét vùng tì đè. Tuy nhiên thì qua một thời gian chúng tôi cho những bệnh nhân mà thở máy dạng tại nhà thì thấy một số các cái thực trạng như sau. Một là bệnh nhân là không có tuân thủ điều trị, tức là người ta chỉ thở máy khi nào người ta thích thôi hoặc khi nào người ta cảm thấy mệt thôi, chứ bình thường người ta không thở máy. Trong khi hiệu quả của thở máy không dập người ta thấy là tốt nhất là người bệnh thở hoàn toàn về đêm, thì người bệnh đa phần là thở trong cái khoảng thời gian từ
7 giờ tối đến khoảng 10 giờ tối, sau đấy là cất máy đi và đi ngủ. Như thế là người ta cũng không tuân thủ. Vấn đề thứ hai là vấn đề về người bệnh là thường xuyên là không vệ sinh các cái bộ phận mà máy móc cũng như là mặt nạ, đặc biệt là cái vùng mask, cái vùng dây máy và đặc biệt là trên máy. Thứ ba là người ta có cái máy rồi, người ta nghĩ là có máy là có tất cả, đúng không? Người ta ôm máy, người ta thở như thế và người ta cũng không đi khám lại. Thứ tư nữa là rất nhiều người bệnh, đa phần là người bệnh già tuổi rồi, người ta sẽ không thể chỉnh được các cái thông số máy. Khi mà cái áp lực máy nó đẩy không, người ta cảm thấy yếu hoặc mạnh quá, người ta cũng không thể chỉnh được. Và cái thứ năm là khi mà người ta đã biết được mình bị chịu các cái tác dụng phụ của thở máy nhưng người ta cũng không kiểm tra lại. Thì đây là một số cái hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được. Ví dụ đây là cái máy thở, nó còn bám rất nhiều các cái bụi ở trên thân máy, đặc biệt là đây là cái bụi ở cái phần bộ phận lọc khí của cái máy thở. Thì với những bệnh nhân mà khi mà tái khám, có thở máy tái khám, chúng ta cũng cần phải lưu tâm hết sức những vấn đề như thế này. Bên cạnh thở máy thì các biện pháp điều trị bổ trợ cho những bệnh nhân bị phổi tắc nghẽn mãn tính, đấy là bệnh nhân phải tiếp tục thở oxy nếu có chỉ định, dùng các thuốc giảm vi khuẩn tác dụng ngắn và kéo dài, đúng không ạ? Tiêm phòng cúm, phế cầu để phòng các cái đợt bệnh nhiễm, và tập hồi chức năng hô hấp thì nó cũng giúp tăng hiệu quả vấn đề về điều trị của thở máy. Thế thì sau khi trình bày, tôi sẽ đưa ra một số kết luận. Đấy là thở máy không nhập dài hạn tại nhà thì có hiệu quả cho những bệnh nhân suy giai đoạn định có tăng CO2 máu hoặc tăng CO2 máu dai dẳng có nhiều đợt cấp hoặc có hội chứng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và mục tiêu để đặt ra khi mà cho thở máy đấy là phải bình thường hóa hoặc làm giảm tối đa nồng độ PaCO2 cho máu bệnh nhân. Và để làm được cái giảm PaCO2 máu trong bệnh nhân thì cái thở máy áp lực cường độ cao thì có hiệu quả tốt hơn. Xin chào, cảm ơn ạ.